Toàn bộ nội dung và hình ảnh trong video là gameplay của trò chơi, hoàn toàn hư cấu và chỉ mang tính chất giải trí. Hai cái này nặng nhất. Để vô. Từ từ, khoan. Hả? Phải nhét vào cái đá. Ê, đi ra đây. Sao? Nó là một cái con bạch tuộc á. Anh ấn chuông đi, ấn chuông là nó ra. Con lẹ má ơi, lâu như vậy. Con lẹ má ơi. Cái cục đó được 8 tấn đồng luôn. Lông đi rồi. Vậy là bán lông luôn rồi. Được nhiêu tiền ta? Đỉnh con nhiều quả là nó ra á. Nó wow đó. Vậy thôi. Không, vậy thôi, bán lông luôn. Bán lông. Anh Hùng ơi. Lông được 4 đồng á. Dư 4 đồng. Sống tốt nha. Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Crystal Gamer. Và ngày hôm nay mình cùng với ba người bạn của mình, đó là Dũng Senpai, Long Chi và Evin, sẽ cùng nhau đi nhặt rác ở ngoài vũ trụ. Rồi, chúng ta đã quay trở lại thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái khu vực thứ hai. To complete the onboarding process, you will want to check the instruction manual and sign into your ship's computer terminal. We trust you will be a great asset to the Last line. Let's go. Rồi. Tôi tự tin là chúng ta sẽ làm được. Hình như khu vực này nó đang bị mưa thì phải. Đúng rồi. Mưa này nó có bị ảnh hưởng tới bộ đồ mình không ta? Ờ, hình như nó ngập nước hay sao ấy. Nó ngập nước này. Anh em ra đừng nhớ mặc áo mưa nha. Ôi, bị ngập. Ôi, có tụi ông. Có tụi ông kế bên luôn. Cẩn thận mình biết là cái tổ ong nó giá cũng cao lắm, nhưng mà thôi, cái này không đáng đâu. Nước như thế này không đáng đâu. Mình nước như này đi đường nào ta? Mình kiếm ở đâu mà giúp mình cái thành vậy anh em? Hình như tao mới thấy con gì nó mới lấp ló ba. Đây anh em ơi. Ôi, đèn pin trên kia anh em ơi. Đèn pin. Ủa, đèn pin trên kia hả? Ông kìa Dũng ơi. Không, ông này ông hiền. Vậy hả? Ủa, mua mấy cái đèn pin vậy Dũng? Mua nhiều á, để đưa cho anh em luôn. Đèn pin mọi người nè. Thank you. Đâu rồi, còn người nữa, đây nè. Thank you. Đây. Thank you. Heavy machine gun. Thời gian có hạn. Trời, mưa ra rồi. Cái khỏe. Tại đến khuya là cái tụi quái vật nó sẽ ra liên tục á, ra đông lắm. Ơi, tụi ông nhiều vậy? Tụi ông kìa, ngon quá. Ngon không, bú đi. Nãy lấy được tụi ông hơi bị hay. Ngoài cách lấy kiểu đó còn kiểu gì để lấy không ta? Thì một người dụ xong rồi chạy luôn á. Một người dụ, một người lấy thôi. Tại giờ nãy á, là nó chưa giết tôi, nhưng mà bạn chạy bạn lấy á, nó giết cho bạn á. Nên nó giết hàng dữ, giết cho bạn thẳng chỏng luôn. À, bên này. Bởi nó nhảy qua được không vậy mấy anh? Nè, nhảy qua được nè. Rồi, vừa vào cái có đồ luôn. Ngon. Lý, đem ra ngoài đi. Đem ra ngoài cất. Đây. Ngon. Không có gì hết. Rồi, đi anh em ơi. Có chi tìm không? Đây. Đi. Em ơi, gần trễ rồi, hơn 12 giờ rồi. Ông đội thôi. Ông đội ơi. Cái cửa này nó bị ám cái gì? Rồi. Mọi người cẩn thận, đèn pin hết nhanh lắm nha. Đây có đồ. Cái cây stop này đừng có bán anh em ơi. Cái cây stop này đặt mấy con dán nữa. Ờ, hợp lý. Ủa vậy hả? Em không thích dán. Ê mọi người, anh em ơi, đâu rồi? Đây, bên này. Qua đây. Đây, cái cục này nó rất là đắt tiền luôn ấy. Bán được thơm lắm á. Bán không? Ôi, đẹp luôn, đẹp luôn, đẹp luôn.
Về luôn. Chạy luôn. Ê, để đừng. Lại đường đi. Bảo vệ tao, bảo vệ tao. Lại đường đi. Đi theo em, về luôn. Dạ. Lâm. Chạy trước nè. Chạy. Ai rút đi? Ai vậy? Thì tao nghe cái gì à? Lời lắm, quất. Rồi, về rồi. Về luôn. Tao nghe lời là quất liền. Tất cả là thầy đang giảng luôn. Không mà toàn chúng ta cần những người dứt khoát như vậy, chúng ta mới nghĩ sớm được. Cái cục này ấy, mình rút ra cái là tụi con vật nó bắt đầu ùa vào á. Ủa vậy hả? Ủa sao nó không ùa ra? Không, cái cục này ấy, cục này nó chưa có giá, mình phải đem tới bá thì mình mới biết giá nó được. Rồi. Đấy, nhưng mà cái rồi đóng đi. Rồi. Ok, anh em ơi. Đừng có bán cái bản sớm rồi nha, bản này dùng để đánh bánh con kia. Nhưng mà nhiều khi cần có cũng phải bán rồi. Ừ, kẹt lắm mới bán. Ok, đi à. Ngày 2 hả? Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ qua ngày thứ 2 này. Ờ, tôi thấy là cái KPI 130 này nó hơi dễ đó, tụi tôi đó, cho gấp đôi được không? Thiệt đó chứ. Lát nữa. Bây giờ có cái tổ ong trong đây nữa là đẹp. Paranoia sao em lại thằng ảo tưởng nhất nhờ? Chris đừng lười nhất này. Sao lười nhất nhờ? Má, một mình xách 3 món đồ về. Động được cũng sẵn nha. Liều lĩnh quá cái đẹp không à. Phải nói là thằng liều nhất. Thầy chưa giảng xong luôn, quạt. Rồi, chúng ta tới hành tinh thứ 3 này. Ủa? Ghê hả? Nó có nhiều hành tinh lắm. 5, 6, 7, 8 hành tinh gì đấy luôn. Rồi, ngày thứ 2 của chúng ta. Let's go. À, sạc pin. Mù không vậy? Sạc pin. Ôi, cái hành tinh này rừng nha anh em ơi. Rừng nha. À, rừng này có nhiều chỗ bị lún nha anh em. Chỗ này đen nâu á, anh em đừng vô nha. Ồ, đây là rừng hả? Có mấy quả bí ngô kìa. Ê, thấy hướng này. Thấy tổ ong. Mọi người ơi, tổ ong không nhất thiết phải đem vào trong đâu mà để ngoài này cũng được nha. Để sau tàu này. À được à. Để sau cái tàu này nè. Xong tàu chở đi luôn. Hợp lý không? Thảo thật đấy. Thằng này ăn học đầy đủ thế này. Thằng vừa phát biểu có tố chất thông minh này. Hợp lý. Long, giờ hai anh em mình chơi chiến thuật cũ đi. Ok, bây giờ tôi dụ nha. Bạn chạy qua, chạy qua nó luôn nha, Trường hợp xấu thì giữ cái đèn giùm đi. Nè, hai thằng không ấy giữ giùm hai cái đèn bia đi. Ok nha. Từ nha, khởi động cái. Rồi, Long đâu? Đó, khởi động nè bạn. Đây, khởi động. Cô dạy em, đặt thêm một tay. Một, hai, ba. Bốn, hít thở, một cái. Chúng mày nha. Vô. Để ra. Rồi, ok bạn. Bắt. Chạy đi. Sao lưng có kìa, chạy đi. Chết rồi, Dũng chết rồi. Alo. Người đâu rồi? Alo, ai vậy? Em. Điện pin nè. Ủa, gọi hàng kia đâu? Em không biết luôn. Em đã đi rồi. Ôi, Vin ơi. Em nghe tiếng tổ ong không? Em nghe luôn. Hình như chết trong kia rồi. Tao biết lắm mà. Bây giờ vậy nè. Em đưa cái đèn pin của em đi. Em lấy cái tổ ong.
Xong em chạy ra phía sau tàu này nè. Em để phía sau. Bây giờ em phun máu đúng không? Rồi, anh thì mất máu rồi. Đúng rồi, em đang phun máu. Đó, em nói là em ra khỏi cửa rồi là anh chạy vô liền nha. Dạ rồi, ok anh, rồi chuẩn bị nha. Ok ok. Nhớ đi vô lấy nha, lấy hơi khó đấy. Em ra khỏi cửa rồi. Ổn Vin, ổn Vin. Ổn anh ơi, em còn sống, em còn sống. Vô Vin ơi, vô. Ê! À! Anh ơi! Anh ơi! À! Trời, sao em không có mưa được Vin? Ủa thằng Dũng nó chết rồi ta. Em bị ông rượt bên này đây. Trời ơi. Ừ, không. Hồi nãy Dũng á bị ông rượt, xong rồi Dũng chạy ngang chiếc tàu, xong rồi giết Dũng xong ông quay lại tới cái tổ ông của anh luôn. Vô. Dũng đâu chạy được ngang tàu, Dũng ở xa tàu á, chết cái xác ở xa tàu mà. Anh nhớ là ai chạy ngay tàu á, xong cái ông ấy chạy ngang nó tắp vô anh luôn. Đóng cửa thấy. Hey. Kéo kinh là đi được rồi. Hay vậy ta. Trời ơi, em biết. MVP. Hay like rồi. Hay quá. Xe mai lười nhất nè. Oh my god. Long chi. Ủa, tính từ đây tụi ông lại luôn. Đây rồi, hay quá, hay like luôn. Không sao. Tao bán đi. Mình còn đồ đạc hết. Một ngày nữa, mình đi thêm ngày nữa. Không, bây giờ á, nếu mà đi thêm một ngày tôi nghĩ là nên để lại một người ở đây. Hiểu không? Để không có cái trường hợp là chết hết. Ở lại đây một mình chán lắm mày nè. Evin ra đi, nhưng mà Evin ra trước cửa tàu đứng đi. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà Evin thấy mà 6 giờ chiều mà tụi anh vẫn chưa quay lại á thì Evin đi. Bây giờ á, mục tiêu của mình á là bây giờ là được 110 tiền nè, còn cái này là chấm hỏi kệ nó đi, cứ coi như cái này gọi là tiền lời. Còn còn cái mục tiêu của mình vẫn là lấy thêm 20 đồng nữa rồi mình về. Mỗi người lại tàu. Ok. Vậy ba người đi chung đi. Vậy ba người đi chung đi. Đúng rồi, ba người đi chung đi. Một người cầm cái gậy đi. Địch pin nào không mọi người? Còn cái địch pin đâu? Đây. Cầm đi. Ok. Tôi cầm mảnh ra. Hình như cái tổ ong còn phía sau ông ta. Mất rồi, mất cái tổ ong luôn rồi. Đúng rồi, tổ ong phải đem vô. Mất rồi. Để có sau cái tàu này nè. Xong tàu chở đi luôn. Hợp lý không? Đồ anh hại. Mẹ cái tổ ong ngay dưới chân luôn kìa. Bỏ đi. Chết đó. Thôi, cẩn thận nha. Không sao. Một hồi nữa chúng ta sẽ có cuộc tác chiến với tổ ong này sao? Ủa, mà cái cây của bạn đập được tổ ong ta? Không biết nha. Không được. Game hình xấu vậy. Nhưng mà cuốn vậy. Game có 800 mê mà, Anh em ta chỉ mới ở những cái khu vực đầu tiên thôi á. Đúng rồi, nó nhiều loại ma lắm. Còn nhiều khu vực bựa lắm anh em ạ. Cái gì đây Thái? Chúng ta có một món. Anh nhặt đi. Đâu rồi? Người còn lại đâu rồi? Ủa Long đâu? Ủa? Long ơi. Alo. À ra gớt nhảy xuống dưới rồi. Đang chạy lên. Má nhảy ngu vậy. Quan trọng là cái đường này nhảy đi về nè. Anh ơi rớt đây anh ơi. À rồi được rồi kìa. Này. Không, hồi nãy rớt cái chỗ này nè, cái chỗ nhảy qua đây nè. Nhảy ngu vậy. Tại vì nãy chưa ông chích vô chân. Nãy vừa vô là đủ tiền rồi đó. Anh Long ơi, có cái bản nữa kìa. Cái này em thử có hai cái luôn. Hai cái bản rồi đấy. Cho mỗi người một cái đi. Đây. Bên này. Mọi người nhớ quét nhá. Ôi. Tụi đấy, bên đấy đường cụt, không có gì hết. Không, tùy người mới bắn rồi. Má tao tưởng tùy người thiệt. Chó này. Ủa, tên này vẫn đi được, nhưng mà... Ê, cái này... Bên này nè. Kiểu như cửa xịn hay sao ấy. Cửa này không qua được hay gì ấy. Cửa này có đi được không? Không, nó kêu là phải có phòng máy tính mới mở được. Ủa này, nãy chỗ này, đi rồi. Đi rồi. Anh
nên mình vừa từ chỗ này đi ra luôn á. Ôi, tính là hết rồi đó. Ủa, hết rồi đó, đâu còn chỗ nào nữa đâu. Thôi về về luôn anh em. Ngày hôm nay ít nhở, hôm nay thì được, ít gì được có cái bảng à. Đi ra lại thôi. Từ nha, để check kỹ rồi nha. Hết rồi không? Hết rồi, thôi đi về sớm thôi, Vin nó bỏ mình đó. Đang đâu rồi? Anh Chris, đây. Sau lưng em, đây. Ủa nếu mà về đường này không biết về. Có gì đâu. Đây, đi về. Bây giờ ấy tổ ong nó cũng thơm đó. Hay là hai thằng thử đi. Ôi, hai người thôi. Má chết đó. Tàu đâu ta? Ê Vin ơi. Ê. Ủa? Lộn đường rồi, lộn đường rồi. Anh nghĩ là phải đi về từ đường kia á Dũng à. Đây là... À đây, thì hướng này nè. Dũng nhớ đường hay nha. Anh à, nhớ này, cái này, thấy ship rồi nè, thấy ship rồi nè. Đây rồi, yes. Đâu rồi, anh Long. Đây, trong đây. Bây giờ cái tổ ong mày má nhìn ứ gan quá. Trời ơi, cái nhà về đủ rồi. Đã về rồi. Kèn Long, Long nó còn đòi lấy cái tổ ong nữa kìa, tao thấy đủ rồi. Thôi đủ rồi, đừng có đủ rồi. Rồi, hết thèm. Đâu. Rồi, nhìn có khá khá tiền nữa anh em ơi. Mình về đi. Hay quá cái nhà ơi. Ôi, không có gì luôn Vin, tổng là bún gà luôn á. Deadline một ngày cuối này. Để xem là hôm nay bán được bao nhiêu tiền nè. Này đủ tiền luôn á, dư 9 đồng. Chưa kể bán cái cục bự nha. Má tao là đứa chấn thương nhiều nhất hả? Mình vô bán luôn chứ đúng không? Ờ giờ đi bán luôn này. Rồi đi bán luôn này. Rồi đem đồ ra thôi anh em ơi. À phải lấy đồ ra nữa hả? Rồi xuống nào. Đây. Whee. Để đây anh em ơi. Vô đi anh em ạ. Ấn A nhét vô. Ha cái này nặng nhất. Để vô. Từ từ ơi, khoan. Hả? Phải nhét vào cái đá. Ê Chris, đi ra đây. Sao? Nó là một cái con bạch tuộc á. Ủa sân he đùng đùng gì vậy mấy anh? Rồi, mình nhét vô đi. Ủa nhưng mà cái món này có cần phải định giá gì không? Không cần luôn, anh chỉ cần bỏ vào thôi. Để đúng rồi. Chưa, còn một món nữa. Đúng rồi, bán cái cây bán luôn hả? Anh đánh chuông đi, đánh chuông là nó ra. Đâu bán cái cây đâu. Lẹ má ơi, lâu như vậy, lẹ má ơi ba. Cái cục đó được 8 đồng luôn. Thôi. Ai vậy? Long đi rồi. Vậy là bán Long luôn rồi. Ủa? Được nhiêu tiền ta? Lời. Bán Long. Lời rồi. Nhấn một vài lần thôi. Rồi ok. Cái tên đó. Nhấn chuông nhiều quá là nó ra. Nó wow đó. Nó hốt chưa? Rồi. Hốt rồi. Rồi. Ngon. Vậy thôi, bán Long luôn. Bán Long. Anh Long ơi. Long được 4 đồng á. Dư 4 đồng. Sống tốt nha. Nó cúng tôi vô, nó bút tôi trong đó.